Duy bắt đầu đến trung tâm thị xã tỉnh Campos. Đây là Campos, bây giờ nước bạn Campuchia cũng nâng cấp, nâng cấp lên là thành phố Campos các bạn. Campos là một trong những thành phố dùng vùng biển như giống như là tỉnh Kiên Giang của chúng ta. Biển Campos giáp với lại biển Kép và giáp với lại bãi biển của Hà Tiên á. Bây giờ chúng ta ghé đây chúng ta tắm biển các bạn. Nhất là tắm biển, thứ hai là chúng ta tham quan thành phố Campos của nước bạn Campuchia như thế nào ha, đẹp như thế nào ha. Nhưng mà đến đây ăn uống các bạn cũng phải để ý, chú ý về vấn đề giá cả mình hỏi. Đây có ngã ba mình không biết đi đâu. Chim rút xua bông bông ơi, lâu tư mau xâm mọt Campos tật lạnh nè. Nó xâm mọt Campos bà ở tôm rồi bà. Đây là xuống biển Campos à, đó là trung tâm thị xã Campos nhé. Nguyên luôn.
coi nè, đây có nhà hát nè. Xua flow tao mau sờ mọt cái lạnh ha luôn. Một mọt. Dạ. Em. Bạn. Tụt trăng. Hay là sờ mọt quen. Tụt trăng hô. Tụt ở khơi xe so mũi ấy. Bà bà. Trăng hay hay bay cái lỗ nó hay chiên lỗ. Lỗ sờ mọt cái bót. Một cái bót này. Bà. Một thế vậy. À. Bên sao màu. Bà. Bà bà. Ok. Ồ vậy là cái này là biển kép. Đường này biển kép. Kép đi mấy chục cây nữa, 20-30 km nữa. Smart kép cho đập lạnh nó ta. Thế sao mình hỏi là ông chỉ smart kép đó, ông biển là biển kép, ông biển Campos. Bên sầm một bao tất cả. Bò miên này. Bò miên này cay. À. Nâu nưng tơ mau kép 3 kg xong xong. 25 kg. 25 kg. À, nâu kép. Nâu cái lạnh kép miên flow tơ mau Việt Nam hả? À? Miên. Miên. Ok, thank you. 3 đồng. 3 bạc. Có hay có ta ở lâu còn hốt. Ba. Nhưng mà nâu cầm cầm bót miên sầm một bao tất. À, mình mình sẽ mọt bên tay mua tất ở bàn. À, ở cơ. À, break. Ồ, vô là. Ồ, côn. Lê. À, bây giờ là cái chỗ cầu đó mình review một xíu. Wow, các bạn ơi, đây là thành phố Campos. Thành phố Campos có biển nha các bạn. Nhưng mà không có bãi biển để tắm. Có nghĩa rằng là bãi biển người ta là bãi biển để đánh cá hoặc là các vùng biển vùng quê đây. Thì giống như ở Việt Nam mình có nhiều biển, chẳng hạn như là ở Bình Đại, Bến Tre thì cũng có nhiều biển. À, thứ nhất là biển sâu, cái chỗ đó biển sâu, người ta gọi rằng nó không có bãi cát á. Thì đâu phải biển là chỗ nào phải tắm được, bạn biển mình sâu thì tắm được. À, phải có bãi cát mới tắm được chứ. À, đồng thời cũng có thể là biển đó là do khu vực đó là đánh cá thôi nha. Ra vào đánh cá thôi. Rồi bây giờ Duy sẽ đi trở lại cái cầu này. Duy không biết cái cầu tên gì, đến đó hỏi luôn cái nữa. Rồi Duy sẽ review một cảnh đẹp, bởi vì ở thành phố Campos này có cảnh rất đẹp các bạn. Dòng sông đẹp quá. Wow,
với chiếc du thuyền các bạn. Rất đẹp ha. Đây là cái cầu bắc qua cái con sông. Sông này Duy không biết tên gì, có nghĩa rằng mình không phải người địa phương nên mình không biết. Hello. Bọn ơi. Ơi thì nhìn xua spin này sẽ mua ai bọn? Spin Escalo. Mà mua bọn nhưng bọn là mệt. Spin này. Spin chá. Bà, ở côn bọn. À, người ta gọi này là spin chá các bạn. Thì bắc ngang cái thành phố của Campuchia rất đẹp. À, sát đó không? Tại đây khăn đường sát đó. Wow. À, bây giờ là Duy sẽ cố gắng Duy review lại cái cảnh này cho các bạn xem nha.